Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Marvel Zombie. Hôm nay mình vẫn thực hiện chơi trên phiên bản mod BZ nhé. Đây là phiên bản BZ mod Skill Toilet đây. Ok. Thì bản đồ hôm nay là mình vẫn thực hiện là chơi trên Suvivon Day Pool nhé. Bản đồ bể bơi. Với nhân vật thì mình hôm nay lựa chọn chủ yếu là ba cây chính thôi. Một là Thoglot, hai là Liberator. Đấy, và đây tiếp đây là hàng Eslovir. Gọi là Titan Titan Eslovir. Về phần lát sau thì mình sẽ thực hiện là cố gắng trồng thêm một hàng pháo ca lông nhá, mua pháo ca lông. Đây, lượng zombie bắt đầu xuất hiện rồi, số lượng zombie xuất hiện rồi. Đấy, số lượng zombie bắt đầu xuất hiện rồi. Chúng ta thấy là hàng phòng thủ của chúng ta hiện tại là chưa có cây để phòng thủ nhá. Tuy nhiên là có sự xuất hiện của con zombie rất là mạnh mẽ. Số lượng của con zombie xuất hiện rất là mạnh, chúng ta thấy là với hai hàng cây, ba hàng cây mà chúng ta đã thực hiện là trồng ở cái khu vực này hầu như là không có con zombie nào có thể qua được. Hiện tại này, xe của chúng ta vẫn còn nguyên, số lượng Eslovir Titan Eslovir này bắn rất là chất. Đạn băng này là có tác động làm chậm lại di chuyển của con zombie nhé, làm giảm di chuyển của con zombie. Bản đồ con zombie đã được đóng băng. Với ba hàng cây mà chúng ta thực hiện là trải nghiệm trồng đây, ba hàng cây và super titan toilet camera trong những cây blend được mốt mốt rất là mới, thay đổi toàn bộ cái bản đồ của chúng ta. Cái này hiện tại tôi trồng thêm ở vị trí là thêm bốn hàng cây rồi, bốn hàng cây. Tuy nhiên là các bạn là sức bắn của titan camera rất là mạnh. Zombie xuất hiện rất nhiều, nhưng chúng ta với cái phòng thủ của chúng ta đây thì đúng là không có con zombie nào có thể lọt qua được cái hàng phòng thủ của chúng ta, rất là khỏe nha, hàng phòng thủ rất là chắc chắn. Hiện tại đã bắt đầu xuất hiện con zombie Dolphin zombie rồi. Đây là một con zombie bơi ở dưới nước rất là nhanh đây. Số lượng zombie xuất hiện rất là nhiều, các bạn thấy là toàn bộ con zombie Dolphin cũng như các con zombie khác là đã xuất hiện trên map của chúng ta. Đây là một trong những con zombie rất là mạnh mẽ nhé, lướt rất là nhanh. Tấn công của con zombie Garantua cũng như là lắp bốc zombie về cái con zombie Dolphin của chúng ta đây. Liên tiếp áp đảo các cái cuộc tấn công của các con zombie rất là đa dạng, nhưng chúng ta thấy là xuất hiện của con zombie Dolphin là một trong những con zombie về tốc độ bơi dưới nước rất là nhanh, rất là nhanh đây. Tuy nhiên máu này thì không phải những con zombie chân cả như con zombie các con zombie như là con zombie ngoài tan tuột. Số lượng zombie Gargantua đã hầu như đã được đóng băng rồi, các bạn thấy là xuất hiện rất là nhiều. Tuy nhiên là lượng băng của cây nên là tạo ra rất là lớn.
cơ bản là con zombie đã được tiêu diệt một loạt rồi. Chúng ta chuẩn bị bước sang class số 2. Ở class số 2 này thì tần suất zombie xuất hiện nhiều hơn. Bây giờ tiếp tục sự xuất hiện của con zombie Zomboli cũng như con zombie Catapult nhé. Bắt đầu xuất hiện con zombie Catapult. Đây là một con zombie Policer. Đấy, bắt đầu bắn súng đây các bạn thấy chưa. Đấy, bắn súng. Con này là zombie bắn súng nhé. Đây thì giờ mình sẽ thực hiện là sử dụng only zombie Catapult. Đây, con zombie Catapult bắt đầu đang xuất hiện rất là nhiều, số lượng lên đến 99 con rồi, đang có thực sự lạ súng vào toàn bộ hàng cây của chúng ta rất là nhanh. Con này đặc biệt là khả năng tấn công hàng cuối cùng của cây plan của chúng ta nhé. Hiện tại hình như là đã hết đạn rồi, bắt đầu di chuyển toàn bộ đại diện nát cây của chúng ta rồi. Rồi tiếp tục một loạt zombie tiếp theo. Zombie Catapult là một xuất hiện một loạt tiếp. Đấy. Cái con zombie này mà xuất hiện là bắn toàn bộ đạn. Sau khi hết đạn là cứ thế là tiêm thẳng vào khu vực nhà chính nhé. Nếu chúng ta mà không có trông, không có sức mạnh của cái hàng phòng thủ để bắn lỗ con zombie này thì đương nhiên là hàng cây của chúng ta sẽ bị nghiền nát. Đây, số lượng xuất hiện rất là nhiều. Tốc độ bạn đạn bắn rất là nhanh. Rồi, ok, video của chúng ta đến đây là kết thúc nha. Goodbye.